Hai, nghe xong rồi, chào mấy phong gì ơi, nó là của Yota, ý kêu mấy cơ, khá bên kê, của Yoshi Yasmi Products ná, là nên lần trước của sai xế của ta trong lý cho. Sáng gió này kê, của tương dụng của lưng cho mô ta lờ, ở lúc này, ở lúc mỗi stress rồi ná, của mô ilu purple, thì ilu silver, ta xin nó nó, của Yoshi ilu silver ta, của lưng cho mô ná. Nói yếu ilu mỗi stress rồi, ủa, đây yếu lưng cho mô, moisturize ná. Kể yaka ta on day, gặp mặt ta gặp lưu foundation kể ni ba gặp gặp lưng chơi mua. Dù dùng gặp tia gặp ta gặp lưu foundation lo, ni look flawless, tia ni so smooth tia. It makes your skin looks very beautiful. Cô ta mê mê sư kể mô blink tan cho lưng chơi mua, dù dùng lưng tên nó. Kể ta ta lina na kể của Yoshi foundation na. Lưu foundation ua, của yon da Yasmin na kể, yaka shade hu ua, Manila. Thật của yoga foundation nó kê cú son rồi cũng được kinh hệt tia có shape từ pì của nó kê cú là yoga sư ta shima mà của yoga sau này ha ô ta chỉ pì của lịch theo foundation nó trong còn nuôi in hoa da trong đó cú là lu sponge của cú shi nó in hoa from Yasmin tia nia ilu của trong shi ta cân gấu lina ia lên nè bọn nó ô foundation nó chỉ pì của kia ya thế này yoga foundation là Yasmin á She does say that you can message her and she will color match you. So I recommend you contact her before you buy a foundation. Tashima ku yotao yo keli na de ke. What I do is I just apply the foundation. This is what I look like. And then I use a powder foundation. I use the Kat Von D and this one matches me. So I will just use my powder on top like that. And then it seems to like make my skin blend out more. So I'm just gonna tap a little bit over my skin. And when I need to leave or talk alone more, Nichi do dewy na, ni or talk alone more matte gay. Got your makeup tilly, nya inung gao, nya nan day. Techitana. Jungle can go little low, that's not good to what and chuck with your makeup like gay guyashi, blue eyeliner nana. Ni eco product, Yasmin mua tia, ni ito eyeliner tia, ni ching dot to eco adhesive, nyat to hona, ye got ta kia and a gay, come much chuck with your eyelash, chuck to guinea, jungle go lina, catch tiny shin glue for your eyelashes, catch you she care, to eyeliner and nasu. Khi cho nên bảo hệ tia của tia shi của li Morphe Eyeliner, ôn tê là nè, của mà lấy shi Yasmin tu nhá, tao show chong show na ye ko tha ili li na si ke cho you li eyelash li na si tia you just need ton de yo you ki li tha ki ta yes mi kho eyeliner ke ki li lock it to la yin blau ke li la na lu eyelash liner na na ma ning blau to jong heng tia ku nge heng tha ku mon la ta li na tia you make sure hai tia ni la na ka mu tu la za la là nín blau tao trong cái này là nè, nó sẽ cho cũng có chú, tại nó sẽ mà, nín attach to trong cái này là nè, vậy hai tiếc cắt cho enough eyeliner sau nè, tao sẽ nói cái mũi của sao other eye à, tao lỡ lỡ cái bé Mali là than đi nhau nè, của tao hết tan cho Yasmin cho lipstick nè nè, cho ít thuốc cái của tao thấu ấy của yo nè cái nó sâu ao lên nè, cái của sẽ sai xe của thật tự tin, nó nè của ta tu luôn bay hụt honey nè. Kê ni trong lina nè cho matte lipstick nè nó là của nhiệt cái li thia nếu chỉ của li favorite brand họ cũng nhiệt chấp là Anastasia Beverly Hills cho nè but yes mi cho in thamada đa thia trong cân kiểu thia ni chẳng chưa cá cân gọi li nè ni chưa chưa à mấy cái họ ni chưa trong gọi li là cho cái perfume đó họ nè kê nhưng trong cân gọi li thia mà tân cho ni cho lipstick này nãy kia trong gói li mua cái nude color xin nãy giờ kia như là trong for everybody ta thì ai match everyone nè wow kia trong cái bao gồm những cái chỗ kia liền ta xin nói cụ thay thay cụ cho make up lại cụ lúc khánh giao nó là tức khoa lại thiệt trong cái gói li nè ít khâu của chị nhà cái lời cho nên thay thay này cho make up nãy cái này tôi chỉ lưu setting spray tại nãy Yasmin luôn nè có thay cái cho make up thay cái tao mới nó chưa có lên cho mua áo bay tay có cho make up nè thì thay chị trả thay mình nhớ in nung gạo nè Kê ta ta li nó slow của mà li show này có before the after. Ni jo na ta ku chi ta ka pen ta ku ta ta la.
zi na mu ke chang tu la lo tu in nong kau na la le pe mon zon ji mu ha ku cha me kau ni ji jong ka le ku ta shi man da ku lo tan chi na ni nya pon min ji la su ku lun ding ya la na na ma na ke ni ji jong ka la ta su ku tu ma ku ela lai ta hon de la ta shi na ke lu na ya i lu a makeup remover na chi ka ka ngol ya lu na na ke ya ka tha me ka ta tha man du na ke ka ma li ma ke la zo ya ka cha kha pen ta na kan chi mo na ya game of plumage chili na su lu a make a remover na na yin kind of remind ku of ilu vaselina ke yin je jong kle na ka ma tha ke li na su ke ka cha make a yin lock ke li la na tha ka ma massage na tan cha kan cha mo se ke ka ma li so re in zu an ke ni la tan cha everything li la tia zo ju ma ta la ta shi ma ku chen sta zo xian ke ku yo shi yes mi lu beauty at gold 24 facial cleanser na nothing na I'm tell you guys, I hate the packaging on this because like once you open the cap, the product would just like drip out of the bottle, the tube. So I hope she changes the packaging on this. But as you can see, there's still some remnants of makeup on my eyes. So I'm gonna use this product to try to get every little last bit of makeup off my face. And you just massage it like this and then wash afterwards. Tony yo tan ne lon jemon ke jo na la si ti ya o chan da wa na jing ba ta ku se ku ja video na ta mi phu ye ma lu no na chi la shan da to na okay bye bye.